Nếu chỉ lựa chọn một giá trị để xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì đó là giá trị gì và vì sao? Cái này anh xin phép anh trả lời luôn cái câu của John Partners. Câu của John Partners nằm dưới cái logo của John Partners. Một câu duy nhất, câu của John Partners là driven by excellence. Thì cái này là mình xuyên suốt rồi. Thì cái câu này nó có hai cái nghĩa của tiếng Việt. Câu đầu tiên là driven by excellence có nghĩa là dẫn dắt bởi sự hoàn hảo. Câu số 2 là cũng cái câu này nhưng có nghĩa số 2 là hướng tới sự hoàn hảo. Tức là cái sự hoàn hảo đó là một cái đích đến mà mình làm tới tận cùng và nó không bao giờ hoàn hảo cả. Thành ra là đó lý do vì sao mà trong quyển sách Từ Tốt Tới Vĩ Đại có câu rất kinh điển: tốt là kẻ thù của vĩ đại. Và thứ hai là trong doanh nghiệp của mình làm nó có cái chi phí của sự hoàn hảo, cost of perfection. Thành ra là khi mình hướng tới sự hoàn hảo rồi thì như là mình nghỉ chơi rồi. Thành ra cái cost of perfection, ví dụ như mình làm tới 90% thì nó dễ lắm. Nhưng mà 90-91 là nhiều lãnh đạo nghĩ rằng là nó chỉ làm toán nó có 1% thôi. Thành ra em làm được 90% được rồi là trong một năm thì anh cho em 1% để em làm chứ khoảng được 2 tháng. Nhưng mà 90-91 đôi khi làm 10 năm nó chưa lên nữa. Đúng không ạ? Thành ra là excellent nó cực kỳ khó. Và để excellent thì nó phải có hàng loạt thứ liên quan. Ví dụ như phải tiến thực, phải chuyên nghiệp, phải minh bạch, phải rõ ràng. Và đặc biệt nó phải có từ chuyên nghiệp. Thì quay về lại, bạn hỏi về cái việc mà nếu mình chọn một cái từ dành cho cái doanh nghiệp Việt vừa là nguy vừa là cơ, tức là trong nguy có cơ, là câu mình rất là thích của ông Lee Ka-shing, là ông Lý Gia Thành. Thì người Việt của mình, mình cũng là người Việt nên mình nói rất là chân thành. Tức là người Việt của mình, cái ưu điểm cũng chính là cái nhược điểm luôn. Thứ nhất là người Việt của mình cực kỳ linh hoạt, nhưng mà nó tí xíu thôi, một cái ranh giới rất là mong manh giữa linh hoạt và vô tổ chức. Tức là flexibility với lại vô tổ chức là nó cực kỳ mong manh. Cái số 2 là người Việt của mình là vô cùng thích nghi. Thành ra adaptability là đây là một trong những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mà năm 2010 Harvard được bình chọn là giá trị cốt lõi hay nhất. Thì người Việt của mình là cực kỳ thích nghi. Và bằng chứng là trong quá khứ mình tính chiến thắng bằng chiến tranh du kích thì không ai thích nghi nhiều bằng người Việt hết. Đúng không? Đó là lý do vì sao mà Covid gặp ông Việt Nam là Việt Nam vô địch. Đúng không? Thành ra là lý do vì sao mà mình vượt qua. Thì hai cái đặc tính về flexibility và adaptability nó nằm trong một cái con rất là đặc thù trong quản trị mà người ta hình tượng hóa nó, đó chính là con gián. Đây là lý do vì sao mà con này nó nhỏ thôi mà nó sống từ thời cổ đại tới bây giờ, còn mấy con to khủng long là nó chết hết, đúng không ạ? Nhưng ngược lại để cái này mình nói là trung nguy cơ cơ, thành ra mình rất là linh hoạt, rất là thích nghi. Thì ngược lại cái tính chuyên nghiệp của mình là đây là cái điều gì đó rất xa xỉ. Thì đây là cái câu mà mình chia sẻ với các bạn là khi mình qua Harvard người ta có một câu là professionalism, tức là cái sự chuyên nghiệp là cái điều mà gần như là cái chuyện hết sức bình thường. Mình ví dụ như là đi làm thì phải đúng giờ, đi họp nó phải đúng giờ, nhưng mà hứa thì phải làm, cam kết thì phải làm, những chuyện nó rất là bình thường. Nhưng xin thưa là rất xin lỗi các bạn, nhưng mà nếu mà đồng chạm, nhưng mà thực ra đó là một điều rất xa xỉ ở Việt Nam. Thành ra quay về lại là khi mà mình quản lý trong một doanh nghiệp của người Việt Nam thì mình đề cao sự chuyên nghiệp lên, và cái sự chuyên nghiệp này đi kèm với sự linh hoạt và sự thích nghi thì nó là một đặc điểm rất đặc biệt của cái người Việt của mình.